Nhằm chuẩn bị nguồn cung tại chỗ cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, huyện Đầm Dơi đã chỉ đạo bà con chủ động tái đàn gia súc gia cầm từ rất sớm. Đến nay, toàn huyện có hơn 311.000 con gia súc gia cầm. Những ngày qua, thời tiết chuyển sang lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh xuất hiện trên đàn gia súc gia cầm. Nhằm chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi khuyến cáo bà con tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh sát trùng bằng vôi bột quá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh nơi có nguy cơ cao. Chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp gia súc gia cầm mắc bệnh, kịp thời phát hiện thông báo cho lực lượng thú y cơ sở.